cô sẽ gọi các bạn đọc. Mỗi bạn đọc một dòng. Hoặc học tốt. Thoan, cho bạn thoan, thoan. Dương đọc hai dòng đi, hai dòng đi ngang ít chữ, đọc luôn hai dòng. Thoan, thoan. Cái gì? Qua rồi đến gì? Qua, cơ qua. Qua, đây là qua. Ừ. Học, nha. Bật hơi. Về. Quay. Ừ. Quay. 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 One, one, five, three, one, three, one. Ừ, rồi.
Và một quy tắc ngày hôm nay chúng ta học thêm nữa về quy tắc viết, đó là âm uống lưỡi. Thì vừa rồi chúng ta đã học âm này đọc là a, a. Và khi viết thành chữ Hán thì là cái chữ như thế này. Âm này hướng một mình sẽ đọc là a, nhưng khi đứng ở đằng sau một chữ thì sẽ đọc âm uống lưỡi. Ví dụ chúng ta sẽ có chữ này nặng, nặng, nặng là kia, nặng có nghĩa là kia. Nhưng khi mà chúng ta có thêm một cái âm uống lưỡi như thế này thì không có viết luôn nguyên cái âm này mà chỉ viết chữ r đây cho vào thôi, và chúng ta sẽ đọc là nặng, nặng chứ không đọc thành hai âm. Thì đó là cái âm mình nó đọc đến cuối âm mình sẽ uống lưỡi lên, nặng, nặng có nghĩa là đằng kia. Kia và đằng kia là khác nhau. Hoặc là ví dụ như chúng ta có chữ này mà viết ra thì nó hơi khó viết. Đây có nghĩa là đọc từ vẽ, có nghĩa là vẽ. Nhưng khi có âm uống lưỡi ở phía sau thì có nghĩa là bức tranh, lại là nhân từ. Khi một mình thì sẽ đọc là hoặc, hoặc, hoặc là vẽ, đọc từ vẽ. Khi ngón lưỡi là danh từ nghĩa là bức tranh. Mặc dù viết chữ Hán là hai chữ nhưng mà chúng ta đọc thì một âm. Được chưa? Rồi. Chúng ta lật sách ra trang 16. Lật sách ra trang 16 ở chỗ phần bài tập á. Phần bài tập đó ta. Đây. Được chưa? Có phần uống lưỡi. Đầu tiên chúng ta sẽ xem chữ đó đọc thử có được không. Nó đứng đầu cho nên đọc bình thường một âm. Đọc sao? Ở thủng, đây là ở thủng. Ở thủng. Ở chi? À, ở chữ chứ mà chi. Vừa rồi nói rồi, âm này là âm ư cho phạm y hết. Ở chữ có nghĩa là con trai. Con trai tức là như ví dụ như cô có ba người con, một gái, hai trai, ví dụ vậy. Thì con trai đó là ở chữ chứ không phải là chỉ là giới tính nam và giới tính nữ. Giới tính nam và giới tính nữ gọi là nữ và nam, mình đã học rồi. Rồi, tiếp theo. Đây là ở chi, ở chi, ở chi. À, thân nhà ở tuốt, ở tuốt, ở tuốt. Tiếp theo. À, phải, thân hòa. Rồi, đây mới là bốn lưỡi của sau nè, thấy chưa? Tiếp theo đây. Chi. Đây là chi nả. Chi nả. Nả là ở đâu? Chi là đi. Chi nả có nghĩa là đi đâu? Chi nả. Chi nả. Chi nả. Rồi, đến là hai âm này đây. Đầu tiên là qua. Và âm sau đúng nữa. Qua. Qua, qua. Qua, qua. Qua, qua. Ý xa. Ý xa. Thay vì không có thì chúng ta sẽ đọc là ý xa, đúng không? Ý xa. Và bây giờ có âm uống lưỡi thì cái chữ xa thay vì mình đè lưỡi xuống thì mình lại cong ngược lên. Ý xa. Đây là ý xa. Ý xa. Ý xa. Đợi ý xa. Đây, đợi ý xa. Lại. Lại, không có chuyện uống lưỡi, đừng để cho ta uống lưỡi hết. Hảo quán, đúng không? Thì chữ này đọc quán, quán
là cái lưỡi mình, tại vì kẹp đi làm sao mình uống lên được. Cho nên khi đọc là chỉ đọc âm quả thôi, để uống lưỡi lên, hậu quả. Được chưa? Hậu quả. À, hậu quả, ví dụ như bây giờ mình đi chơi, cô hỏi ai chơi có vui không? Vui không? Thì hậu quả là vui, đúng không? Hoặc chơi cái game, hậu quả là cái game nó chơi rất là hay. Rồi trước khi chúng ta đọc đọc hãy nghe họ đọc trước. Er, cỡ er hoa yên. Er thùng. Er zi. Er chi. Er đô. Er bài. Chuyện nả. Chuyện nả. Hoa hoa. Ý xa. Hào vãn. Bây giờ hào vãn, họ sẽ không đọc thấy hào vãn. Hào vãn thì không sẽ uống lưỡi lên được, cho nên họ sẽ đọc là hào vãn. Lại. Ải. Ơr. Cỡ ẩr hoa yên. Ấy thống. Ấy zi. Ấy chi. Ấy đô. Ấy bài. Chuyện nả. 去那, 画画, 一下, 好玩. Yeah. 来, 请对我读. 儿童, 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 儿子, 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 耳机，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 耳机
去哪儿？去哪儿？去哪儿？去哪儿？去那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 儿？画画。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 一下。一下。一下。一下，一下，一下，一下，一下，好玩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 ，好，cố gắng đọc một chữ nha. Thành hai. Có thú.Yeah. Đấy, từ từ bình tĩnh. Thanh hai. Đầu chưa uống lưỡi, khoa, đầu tiên chưa uống lưỡi, khoa, khoa. Khoa, khoa. Học, gian. Chí mô mà chí. Chí. Chí, chí mô chí. Chữ này mà chí gì? À, chí. Ý, tôi là. Chí. Học, âm. Học, hành học. Được chưa? Chúng ta thấy như vậy, nhưng mà đọc dần dần rồi quen với lại là... Trong cái quá trình mà giao tiếp thì người Trung Quốc cũng không phải thường xuyên họ dùng cái âm uống lưỡi này nhiều đâu. Người phương Bắc thì họ sẽ uống lưỡi nhiều hơn là người phương Nam của Trung Quốc. Người phương Bắc họ mới uống lưỡi nhiều, người phương Nam thì ít uống lưỡi. Rồi chúng ta sẽ làm cho hết phần ngữ âm. Nào. Phần thanh điệu. Vẫn như cũ.
Dương, dòng đầu tiên. Thanh điệu, thanh điệu, thanh điệu. Phần 1 á, ở đây nhá. Ừ. Hai chữ sau. Học nhím. Ừ, Tuấn. Chi. À, sư, đây là Thánh Hào, Hoàng. Họ, nha. Họ, nha. Thánh Hai, về là Tâm. Sao, thanh mộc. Không phải sao, âm sao. Sao. À, sao. Dương. Ừ, Dím. Sư mô. Cái này sư không? Sư, đây là sư, bố sư sư. Sư. Ừ, nhớ hề. Âm mặc lưỡi sư thì vẫn ghép với y. Còn vừa rồi là sư, sư, sư thì không có ghép với y. Sư, sư, sư đó chính là âm ư nghe. Rồi, tiếp theo phân biệt âm và thanh điệu. Tuấn, dòng đầu tiên. Thanh điệu, thanh hai. Đó. Chả rồi đến gì? Chà đúng rồi. Đó. Zi e zhe zhe zhe, đúng không? Zhe. Ở đây gì nữa? Học. Thôi mỗi đứa bạn đọc ba âm cho cô thôi. Tiếp theo, hoa cái này cho cô ở trên máy. Học. Chú một chú. Vậy. Học. Dạ. Dạ ngô. Dư an. Giang. Giản. Giang. Sản mô, thân 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 một mà. Tuệ. Năm thứ. Giang đau tư an. Giang gì là? Giang. Bạc hơi. Trang. Giang. Ừ. Nhược. Anh học. Ừ. Rồi chúng ta nghe họ đọc này. Cái này để mục đích là để phân biệt. Ví dụ như là ăn, để ăn, để ăn, đây, ừ, được chưa? Chú ý thì. Sen. Điện yên, điện điệu. Giả. Cha. Sa. Zhe, che, se, zi,
词四足粗疏攒餐三张仓桑枕撑身张藏生再念来两个三变音变调三变音变调杂擦沙则侧色字词四足粗疏攒餐三张仓桑枕撑身张藏生好qua phần 2 qua đoạn 2 chúng ta sẽ nghe có sẵn đó nghe 字典词典四点四天再见彩电现在比赛祖国促进彩色猜测速度地图杂技才能字典词典四点四天再见彩电现在比赛祖国促进彩色猜测速度地图杂技才能好来来把莫đọc tới trong trường sân đó hả chị mà mai là chị đọc xong rồi đúng không đúng ừ ừ chị tiền ha đây là sự kiện sự kiện nhá chuyện trải chuyện ừ trải về trải tiền bì sai bì sai Phần 2 Chủ quốc Phần 4 Chủ chinh
Đó. Bật hơi. Ừ. Vì à, phân bố. Vậy thì thủ. Học, anh học, rồi. Nghe máy trước. Xuân Zi. Xuân Zi. Song Xing. Song Xing. 昨天错误所以作业参加增加散步雨伞最后随后打扫 Bá thảo. Xuân Zi. Xuân Zi. Sông xình. Sông xình. Zuo tiên. Cuo wu. Suo yi. Zuo ye. Can jia. 增加散步雨伞最后随后打扫拔草 Căn hai. Căn bốn. Vậy, cho u. Căn hào. Chua yê. Căn hào. Ý sản. Hào. Trời hậu đây là. Trời hậu. Rồi. Từ cuối cùng. À, hoặc. Hai thanh ba đi liền nhau. Tính học. Cô xíu đây đang mà tự nhiên mất mạng. Mất mạng không lưu bài được. Học. Rồi, vậy là kiểu như là phần phiên âm của bài này chúng ta đã học xong và chúng ta sẽ bắt đầu đi vào học. Chúng ta sẽ đi vào học từ vựng. Tiếng. Thiên. 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 Thiên.
Thiên có nghĩa là ngày. Thiên có nghĩa là ngày. Hôm nay. Jin thiên. 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 Và hôm qua. Hôm qua sẽ là giữa thiên.
đi đâu? Nǐ qù nǎ? Nǐ qù nǎ? Nǐ qù nǎ? Và trong quá trình sử dụng có thể các bạn sẽ nghe thêm một chữ nữa là nǎ nǐ. Nǐ qù nǎ nǐ? Nǎ hoặc là nǎ nǐ như nhau. Nǐ qù nǎ hoặc là nǐ qù nǎ nǐ. Miền Nam thì hay dùng nǎ nǐ. Còn chính thức ở trong từ điển thì họ sẽ dùng là nọ. Trong ngữ pháp thì họ sẽ dùng là nọ. Còn người Việt Nam thì phải hay dùng là nã lì. Được chưa? Người chuyên nọ. Và có thể các bạn sẽ nghe nhiều là người chuyên nã lì. Được chưa? Nọ. Và nã lì. Có thể mình sẽ nghe nọ. Nọ là đằng kia. Hoặc là nã lì. Nà lì như nhau, nghĩa như nhau. Đi. Rồi, chi suy. Tôi là Huế. 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 Huế là Huế. 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 学校，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 学
家家家家家家家啊đi công ty thì nói là sao tôi đi đến công ty à à đây là chuy công sư chuy công sư à đi đến nhà chị đi nhà chị từ từ lại nè nhà chị rồi chia 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 không phải cha chị chia hệ vì sao chị cái nhà hay chị mà chị cái nhà chứ đâu phải đúng không cho nên cái nhà là chính phải đứng đằng sau chi
姐姐家，去姐姐家。được chưa? Đi nhà bạn. À, 去你家，去你家。Về nhà tôi. Hồi tôi là. À, hồi của cha. Hồi của cha. Được chưa? Hồi của cha. Zài jian. Zài jian. Zài jian. Zài jian. Đừng có zài. Zài. À, zài jian. Zài jian. Zài jian. Zài jian. Zài jian. Câu hỏi chính phản thì tí nữa cô trong bài thấy từ vựng của bài 3. Học hết từ vựng của bài 3. Ngoài ra chúng ta còn có một tên riêng, đó là Hứa Nị, Hà Nội. Hứa Nị. Hứa Nị.
7 giờ kém 10 cô sẽ gọi từng bạn đọc.